Nhiều anh chị em nhầm lẫn giữa cái sàn chịu lực và cái vách ngăn hai mặt này, thì trong video hôm nay thì Hạ sẽ lên chi tiết về hai dòng này cho anh chị em. Những cái video lần trước Hạ lên về cái sàn chịu lực này thì mọi người bảo chính xác ra thì nó là cái tấm vách ngăn hai mặt, nhưng không phải ạ. Đây, hôm nay Hạ sẽ để hai cái dòng này ra với nhau như thế này để mọi người có thể tiện so sánh. Đây là hai mẫu luôn. Cái tấm bên dưới này là vách ngăn phòng hai mặt, còn cái tấm trên này là tấm sàn chịu lực. Với cái tấm này thì hai tấm này thì anh chị em mình có thể quan sát thấy này, về độ dày thịt của chúng là hoàn toàn khác nhau, nên khả năng chịu lực nó khác nhau nhé mọi người nhé. Vách ngăn hai mặt trước đây mọi người biết đến với cái thiết kế dạng lỗ tổ ong rất là dày dặn và cứng cáp rồi đó. Nhiều anh chị em trước khi mà nó chưa ra cái dòng sàn chịu lực này thì sử dụng cái vách ngăn hai mặt này để làm cho sàn chịu lực, nhưng bây giờ khi mà ra dòng sàn chịu lực rồi thì nhà mình có thể sử dụng luôn cái sàn chịu lực mà nó rất là đẹp và rất là thẩm mỹ luôn đấy. Vách ngăn hai mặt này mình sẽ sử dụng được cả hai mặt luôn, hai mặt đều là vân gỗ rất là đẹp. Còn cái sàn chịu lực này thì mọi người nhìn thấy này, nó có độ dày thịt dày hơn hẳn so với những cái dòng khác, nên khả năng chịu lực của nó rất là tốt. Với cái mẫu mà Hạ đang cầm ở trên tay đây của nhà Haroma thì khả năng chịu tải của nó là 1 tấn trên 1 mét vuông. Kích thước của nó thì anh chị em nhìn mình cùng nhìn thấy này, bản rộng của nó là 33,3 cm, chiều dài đang có sẵn là 3 m, và độ dày của nó là 22 mm như thế này. Còn với cái vách ngăn hai mặt này thì độ bản rộng của nó là 40 cm, chiều dài thì còn có 3 m hoặc 3 m rưỡi, độ dày của nó thì đang là 26 mm nhá. Thiết kế dạng lỗ tổ ong như thế này thì nó có khả năng tăng khả năng chống ồn. Nhiều anh chị em thích cái dòng sàn này là vì nó thiết kế dạng lỗ giống như thế này để nó làm giảm tiếng ồn từ trên gác xếp, gác lửng phía trên xuống cái tầng dưới của nhà mình. Đấy là cái lý do mà mọi người thích cái dòng này. Hơn nữa là thi công nhanh, sau này tháo dỡ hay là tái sử dụng lại nó cũng dễ dàng, nhờ cái thiết kế là dạng hèm khóa dương này và hèm khóa âm như thế này. Khi thi công thì mình chỉ việc nắp ghép với nhau thôi. Còn đây nhá, đây là hai cái tấm khác nhau, công dụng khác nhau mọi người ạ. Trước đây khi chưa có cái dòng này thì mọi người có thể sử dụng cái dòng vách ngăn hai mặt này để làm sàn chịu lực, đi xương dày lên. Nhưng bây giờ có cái dòng chuyên dụng này rồi, khả năng chịu lực của nó tốt hơn. Nhà mình kê đồ đạc vô tư thoải mái, khả năng chịu tải là 1 tấn trên 1 mét vuông tại điểm yếu nhất. Đấy, đấy là cái sự khác nhau. Nên nhà mình cần tham khảo cái dòng vật liệu để lựa chọn những cái vật liệu phù hợp cho không gian thì cứ báo cho Hạ hoặc để lại phần bình luận. Hạ sẽ lên ở video sau giải đáp tới anh chị em của mình. Hoa Haroma ở Hà Nội ra hàng toàn quốc phục vụ các anh chị em. Anh chị em chỉ cần báo địa chỉ thôi, nhà mình sẽ liên hệ với các nhà xe để hỗ trợ phục vụ anh chị em nha. Ok, cảm ơn các anh chị em nhà mình đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị em trong những video tiếp theo.